Bây giờ nhấn vô phần YouTube Studio nè, sau này em đổi tên nó ha, vô YouTube Studio. Coi này cũng được mấy người đăng ký không em á. Rồi tiếp theo vô cái phần gọi là customization. Cái chỗ này á là em vô cái phần branding thương hiệu này, cái logo em để là tiên cá biểu tượng đẹp ha, đó cho em á. Xong rồi basic info em có thể ghi lại những cái câu gì nha. Cái này lúc trước anh để cho anh kia mà anh kia anh hết xài, ảnh chơi kênh mới, ảnh đăng mấy clip đi làm từ thiện giùm anh á. Nè, vô trong basic info thì nó có cái phần chỗ điền cái kênh này, nó đang có đường link hội từ thiện, sau này em đổi cái đường link của nó thành cái tên của em là Gmail Qynu ha, Qynu ha. Nè em nhấn để anh nhấn thôi, delete được không? Tại anh thấy hình như là phải vô cái email mới delete được. Cái email của em thì em delete được. Nè anh xóa thử rồi. Nó bị lỗi thông tin. Nên mai mốt em tự làm. Để anh lên 1000 nha, lên 1000 thành viên á. Em có thể sửa chỗ này lại là thành tiếng Anh. Muốn sửa tiếng Anh cũng được. Em sửa mấy đường link ở đây nè, vô phần basic info nè, em để đường link tới Instagram của em đổi tên thành Gmail Qynu cho. Gmail Qynu. Hay là Facebook em cũng để đường link vậy đó, hiểu không? Đó xong. Em có chơi cái gì đúng không? Switch core đúng không? Đó. Switch core. Bữa em đổi tên thành tên đó chưa? Phải không? Cái đường link này để của em anh chỉnh này coi. Còn cái chữ delete mode, em có máy tính em vô em delete chữ hội từ thiện, em đổi thành cái user cho chuẩn nha. Để anh coi coi. Nè, ở đây nó hiện lên một cái Switch Core với một cái Instagram. Ủa, Instagram của em chưa có tạo đúng không? Em chưa có tạo username đó, nên nó không hiện lên. Chừng nào em tạo đúng Gmail thì nó mới hiện lên. Nè, còn cái Switch Core của em không? Wisconsin em tạo chưa? Ủa sao Wisconsin? Em chưa tạo cái username cho Wisconsin nào. Giống anh đi, anh có mà. À vậy username của em trên Wisconsin em chưa tạo, có gì em sửa lại đi ha. Nè. Cái em làm dạng giống như republic anh á. Bây giờ em không có em muốn tạo những cái video mới, để anh sửa lại cái địa chỉ location của em bên Mỹ để cho có dịp coi được kiếm nhiều tiền ha. Đâu vô đây nè, permission này general nè, anh đổi thành location của em lại USA ha. Chắc chắn mấy người bên Mỹ coi thì không hiểu cái gì đâu. USA. Em có thể ghi cái gì đó về mờ mấy đèn. Em muốn làm kênh YouTube mình về thể loại gì? Cho về lifestyle cuộc sống, hay là cái cuộc sống gì đó, hay là về animal, về nature, về social, về xã hội gì đó, hay là về những chuyện buồn vui gì đó, funny, rồi review food, food review gì đó, rồi gì nữa không ta, em còn thích gì nữa không, shopping ha, rồi vậy đó, anh ghi cho em một số ha. Rồi blue, cái phần cài đặt này là anh đổi qua cái hướng của em là bên Mỹ. I will review this no. Không. À, cái kênh của em là không phải làm cho trẻ em đúng không? Lấy cái này nè. Biết sao không, kênh mà làm cho trẻ em á, mình phải tắt cái bình luận á. Ha. Rồi mình rồi để em vô đây em coi coi mấy câu này em đổi lại tiếng Anh, à email ở dưới em đổi luôn. Quỳnh Như email.com nè, đó email này có thật nên nó lên được. Mấy cái chỗ display này em vô trong cái điện thoại em chỉnh lại cái gì đó, em ghi tiếng Anh luôn đi ha. Biết sao không, ghi tiếng Anh luôn tại kênh làm ở bên nước ngoài mà. Với lại đó, cái kênh này gần được kiếm tiền rồi nè. Nó được 694 public người coi. Bây giờ em chỉ cần đặt cái tựa hay hay hơn đó, nó tăng lên 4.000 là cái kênh này nó bật kiếm tiền luôn cho em á, em hiểu không? Tốc độ người xem view này không, cộng 9 nè. Rồi bây giờ anh chỉ em sửa mấy cái video này. Thí dụ như mấy cái clip này nó có mấy cái lượt view này, em không cần phải xóa luôn. Tại nếu mà em làm video tiếng Anh á, thì nó cũng che lại mấy clip này, hoặc là em gì nè. Em sửa lại gì nè. Ví dụ như anh cái kênh này cái gì? Tiun tặng kênh YouTube nha. Gì đó. Câu view để mà em. Thì này em ghi YouTube Tiun tặng kênh YouTube thì em ghi là YouTube VIP hay gì đi. Em sửa lại á. Hiểu không? Tại nếu mà bên nước ngoài kênh em phát triển bên nước ngoài hay làm gì đó, em ghi gì á, người ta đâu biết gì đâu. Nói người ta gì đó. Còn em không biết viết nội dung nó là gì đúng không? Em lên trên mạng em gõ YouTube GIF. YouTube send me a GIF. Này nó. Em thích how do I receive a YouTube GIF? Đó. How do I receive a YouTube GIF? Đó. Em đổi thành cái tựa khác thôi, em hiểu không? Đó, người ta vô coi người ta không hiểu gì đâu. Em có bị bệnh không? Bữa nay sao hịt mũi vậy? Em ở bệnh em có đi chích gì chưa? Là người ta sẽ kêu em chích thêm mũi nữa hả? Mũi đó bao lâu nữa mới chích vậy? Vậy hả? Để anh coi trong này nó có bao nhiêu cái video nha. Video giờ ta nó cũng khá là nhiều chứ. Thấy không? Em thấy anh sửa lại gì không? YouTube Gift, How to YouTube. Rồi Tiun giới thiệu gia đình Hunter sitcom gì đó. Này ít người coi ha. Này em sửa lại nè. Hunter Family. Đó em đừng có để em giống như là em đang câu từ khóa, câu view đồ em hiểu không? Hamster Family là nó viết cái câu gì đâu. Hamster Family tân một câu gì đó đó nè. He tries most unsafe. He likes to match với chú. Good hamster family. Nè, người ta có làm một, người ta cũng hay up mấy cái clip câu view ngắn ngắn, người ta ghi lại thấy không? Gia đình hamster mà tôi nhìn thấy trong tuần này không? Đó, thì em không biết viết gì thì em cứ lấy mấy cái tựa ngắn ngắn này. Đó, em để vô miêu tả. Hiểu chưa? Thấy dễ ghê chưa? Em cứ sửa em. Đó, vậy là cái kênh này là xong rồi đó. Mấy cái clip này mấy anh bạn cứ up lên Tiun làm từ thiện gì quá trời, em có thể sửa lại. Em ghi cái tựa như này, giống như clip này anh đang bơi hả? Clip gì đó anh đang bơi dưới sông á, em ghi mà men swimming in the river là làm người nước ngoài ta vô cũng coi nhiều lắm á. Bởi vì người nước ngoài người ta coi á mới có giá trị, chứ Việt Nam mình coi không có giá trị, em hiểu không? Hay là cái này nè. In cho đi mà em phân bày hả? Rồi mà men phân bày đi. Mà men phân bày on Facebook, be thinking em Facebook gì đó. Anh làm vậy em hiểu hết rồi đúng không? Anh có mấy kênh làm anh đang bán kênh này nè. Anh có kênh anh đang bán này pin không? Anh đang bán kênh này 70 triệu. Biết sao không? Kênh này lên, nó đang lên cả gần 200.000 người đăng ký rồi. Nè kênh này nè. Đó. Up mấy clip người ta chơi football hả, em thấy không? Football challenge gì, public gì thấy không? Ghi thôi, người ta coi quá trời. Chủ yếu người nước ngoài họ coi đó. Còn mấy cái clip này thật ra của anh thì cũng hay á, nhưng mà hay là mấy cái clip mà đi từ thiện gì nè. Đó em coi em sửa lại gì đó, mấy hoạt động từ thiện, mấy hoạt động phóng xanh được, fish releasing in Việt Nam, hay là em ghi những cái từ khóa như vậy á, thì em sẽ lắp đầy những từ khóa về phóng xanh cá luôn, thấy không? Fish đó, fish releasing đó, fish releasing up mà mình Tiun vậy đó. Như chương trình phóng xanh cá của chàng tiên cá Tiun vậy đó. Em trong cái tựa đề em có hướng đến tên của anh thì cũng tốt, để nó sẽ copy những cái từ khóa bên kênh anh qua bên em, nó sẽ đẩy tương tác qua lại, sẽ hướng nhiều người coi hơn. Tại anh chuẩn bị mở cái kênh anh ra, anh không có lock nữa đó, nên sẽ kéo qua em. Hiện tại giờ em không up được clip, em có quay clip thì em quay dạng clip đứng dưới 1 phút. Em biết cái đó gọi là gì không? Short video, những cái mà vui short video em quay thì người ta sẽ đăng ký kênh nhiều. Với lại em sửa lại thành tiếng Anh mấy cái video này cũng được. Đâu rồi cái hình kênh hồi nãy? Thường á giờ người ta hay quay dạng short video giống như TikTok á. Kênh Hoàng Pino đúng không? Cái kênh đá banh hồi nãy anh quên rồi, anh để nó đâu mà em biết. Short video em biết quay cách đó chưa? Này giúp mình chưa hả? Em cầm màn hình em quay đúng để anh chỉ. Ở bển rồi qua bên đó rồi em quen biết gì mấy bạn mới chưa? Vậy hả? Rồi mấy bạn có rủ đi đâu chơi đồ không? short video hả? Đây clip này 13 triệu người nè, em coi nè, em quay mấy clip này á, phải dưới 1 phút ha. Em cứ quay cảnh gì vui vui ngoài đường á, đi ngoài đường thấy cảnh gì vui vui em quay dưới 1 phút, nhưng mà em quay theo cái chiều dọc, đừng có quay cái chiều ngang ha, thì cái video đó nó sẽ hiện lên short video và nó sẽ cho nhiều người biết đến cái kênh nhiều hơn nữa, nên là cái kênh nó sẽ tăng tương tác lên rất là dữ dội. Rồi xong bây giờ anh hướng dẫn em hết rồi đó, em chỉ có việc làm thôi. Và nhớ để tăng tương tác thì em hướng mấy cái tựa đề có tên anh ở trong đó đó, em comment gì là được vậy. Rồi kênh này sau 7 ngày thì cái kênh này nó anh sẽ chuyển nguyên cái quyền đó cho em quản lý luôn nha, anh không có gắm nó vô trong này nữa. Nên em có thể đổi cái tên thành mermaid gì đó, cái tên username vậy đó, coi như là cái clip của em á là nó có những cái hoạt động của động vật rồi của vui trong cuộc sống, hay là mấy cái clip phóng sanh cá hay gì đó. Mấy cái này em đổi lại tên rồi mai mốt em quay mấy cái clip của em. Em mà muốn làm đồ bơi tiên cá cho em không? Em đi bộ 2.000 bước chân thì anh sẽ gửi không 2.000 đồng á, 2.000 đồng Swisscoin em nhớ không? Anh chấp nhận thanh toán Swisscoin là 2.000 đồng á. Thì em lem cho anh em chuyển 2.000 đồng nhanh thì anh sẽ mai cho em bộ đuôi tiên cá. Cảnh này là anh lặn dưới biển nè. Đó. 30 mét đang dọn lưới cá san hô. Ok. Đó, coi nè, nguyên bộ clip phóng sanh này rất là nhiều luôn á, mà ghi cái tựa đó nó dở quá em hiểu không? Nếu mà ghi cái tựa hay á thì được. Nhiều người coi hơn. Đó. Do cách đặt tựa thôi. Có mấy con khỉ gì nữa không? Khỉ nuôi. Mấy clip này anh cho bạn bè úp thoải mái, clip này coi cái gì tham gia chương trình trao bằng võ thuật cho mấy bạn á kia đó. Đó thì em muốn ghi tiếng Việt hay tiếng Anh cũng được, nhưng mà anh khuyên em là em nên tối ưu hóa thành tiếng Anh ha. Đó, nội đóng clip này thôi em sửa là thôi, kênh em nó giật súp lên biết bao nhiêu rồi đó. Vậy nha, em muốn để tiếng Anh tiếng Việt cũng được, mà để tựa hay hay coi clip này gì đâu nè. Mấy anh cứ đăng là hội người cá Tiun phóng sanh gì, hội người cá Tiun gì, hội người cá Tiun gì tà le họ. Nên những cái từ này nó không có được hiệu quả. Thí dụ như cái này là anh đi chùa hay cái gì đúng không, thì đến chùa gì đó hay là chơi cái gì đó hay cái gì đó, phải có những cái từ khóa gì nó sẽ lên rất là nhiều nha. Tôi thông báo sự kiện Halloween là clip mấy clip rái cá này mà em ghi tiếng Anh, em ghi những cái câu hay hay gì đó, hay merman carrying oyster gì đó ha, đó hay Tiun carrying oyster. Ủa cái này hả? Ủa anh nói tới nghề từ thiện hồi nào vậy ta? 8 tháng trước anh nói hả? 8 tháng trước anh nói nghề từ thiện rồi. Lúc đó là anh cảnh báo cho mấy nghệ sĩ á, để họ, nhưng mà không ai để ý, nên mà bây giờ thấy sự việc đổ bể ra thấy tùm lum, thấy ghê không? Này anh đã căng nói trước hết trơn rồi mà không chịu lắm nghe. À còn mấy clip này anh làm live show cuối cùng ở Việt Nam, live show cho nữ diva người Hàn Quốc. Hai cái clip này bị trùng mà. Em xóa bớt một cái. Mấy cái này á nó có view 55 người xem này kia các kiểu, em đừng có bỏ nó đi, em chỉ đổi thành tiếng Anh thôi em hiểu không? Những cái từ ngữ câu view tiếng Anh thôi. Chứ em mà bỏ đi là em bị mất 55 người này luôn á. Là mất đi cái tương tác của 55 người đó. Tại bởi vì một người đang xem cái clip này, nghĩa là người ta đang có bị dính cái đường chia sẻ với cái kênh của mình. Nên mình đổi tựa lại hay 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 gì á, là mà càng tăng view lên nữa, kênh nó càng nổi tiếng hơn nữa. Đó. Nên một khi đã xóa mấy cái clip này là mình mất đi tương tác với mấy người đó hết đó. Bây giờ em ở bên Mỹ, em làm phát triển kênh này lên rất là dễ. Em đi ra đường, em đi ăn hay em làm gì, em quay một đoạn clip ngắn đứng á, em dựng đứng màn hình đó, em quay short á, dưới 1 phút. Cái cảnh đó thôi, ví dụ như em đi vô quán McDonald's, em ghi McDonald's hôm nay, hay là gì món gì của McDonald's đó, đó quay cái cảnh món đó thôi, dưới 1 phút ngắn thôi, 20 giây cũng được, nhưng mà nó sẽ làm cái video đó nó nổi tiếng, nhiều người họ chia sẻ là họ biết hôm nay quán McDonald's nó có cái món mới gì đó đó, họ sẽ biết đến cái đó. Nên cái việc mà em chia sẻ những video dạng đứng dạng short đó sẽ làm cho cái kênh em phát triển cực kỳ, và khi nó thành công á, có gì anh hướng dẫn cho em kiếm tiền được từ nó. Có hãng truyền thông, mấy hãng truyền thông họ sẽ làm việc vậy nha. Anh hướng dẫn em kiếm tiền YouTube hết trơn rồi đó, dễ không? Rồi để anh quên đây coi. Mà sao anh hỏi vậy nè, sao em giấu mặt của em không có thấy cái hình ảnh gì luôn hết trơn vậy? Mắc cỡ hả? Mắc cỡ mà thích chơi YouTube hả? Ừ, thôi cũng được. Vậy chơi YouTube nhớ giấu mặt, quay mấy cái cảnh short short đó vậy được rồi ha. Ngày chừng nào làm tiên cá, mặc đuôi cá vô rồi show off cho mọi người coi ha. Rồi muốn nói gì với anh không? Rất là đi bơi với một bạn người nước ngoài mà ghi cái tựa, mấy anh nó ghi tựa dẫu chàng tiên cá gì á. Tại mấy kênh này là anh cho review clip á, mà làm nhiều quá không có làm. Rồi chúc em một ngày tốt lành nha bé mờ mê mia. Cái chữ Quỳnh Như mà viết tắt chữ Quỳnh Như mà viết tắt lại đọc ngắn gọn đúng không? Mia. Mia không là mà Quỳnh Như đâu. Mia. Nè clip này cũng hay hay nè, mà không biết đặt tựa. Em sửa lại mấy này thành tên tiếng Anh đó, mấy từ tiếng Anh giống như là Tiun dạy lặng bậc thầy gì gì đó giúp thành thiên cá. Cái này là em ghi làm Mermaid School in Ocean gì đó, là trường học chàng tiên cá ngoài biển hay gì đó, chắc nhiều người coi lắm á ha. Còn tự nhiên cái clip bạn nhỏ đi học, đang học võ rồi tập luyện đồ gì, những người lái đò thầm lặng gì Tiun tri ân quý thầy cô giáo gì. Mấy cái tựa này không có hay, nhưng mà nó có mấy view đừng xóa được. Ok, anh chào em nha. Anh cũng cảm ơn em nhiều, rất vui làm quen với em nha.